bổ phổi nha các bạn. Nghe thầy dặn nè, nè cái này á là bổ phổi, về trong uống ngày viên, hôm nay sáng viên, chiều viên nha, chút xíu về uống liền này nha, uống liền như viên, viên trắng là viên vàng, uống liền tử nay luôn. Nhà có oxy không? Có gì kia nó báo thầy nha. Gặp nè. Rồi về đi. Hả? Có gì báo thầy liền hay chưa? Tình hình gì thì báo thầy liền. Đợi thầy xíu thầy đưa cho máy đo đo oxy có không? Sao để dính dữ vậy? Rồi à, rồi sao bà sao? Em phải cách ly nha. Ừ, hai chồng phải ở riêng á, người bị người không bị đừng ở chung à. Rồi test chưa? Bà có test không? Phải test thử luôn nha. Rồi đi làm bị hả? Nghe dặn nè, cái máy này á về kẹp vô ngón tay nha, nghe không? Mỗi suốt lâu lâu mở ra coi, ví dụ thấy mệt mệt đo liền oxy trong máu nha, vô não này xài xong xuôi trả lại thầy để thầy giúp người khác nữa nha. Không sao đâu, không có bao dây quấn xuống gặp đây cho chị dây rớt bể bây giờ nghiệp, không không bể đâu nè, nấu gặp nè đó chuyên nghiệp mà. À, ok về đi, có gì báo thầy liền nghe chưa. Tôi viên vàng là bổ phổi, ngày uống viên thôi, tại phổi sợ phổi không yếu á, hiểu không? Còn kia hạ sốt uống chung với cái, uống chung với cái to thuốc mà thầy đưa đó. Uống chung với cái to thuốc thầy đưa đó, nhớ không? Uống chung với to thuốc đó. Trời ơi, thầy kêu xuống lấy liền cái bị. Thôi bây giờ lỡ rồi thôi, cứ làm theo thầy đi, chỉ đi nha. Uống viên vàng á, uống sau khi ăn sáng, uống kèm với viên trắng nha, chung cái đơn thuốc đó thầy đưa nha, chung đơn thuốc này đưa, ở trong đó có giấy hướng dẫn rồi luôn á, uống luôn vậy nha, uống kèm đi, uống ngày là có kết quả nè. Vậy nha, vậy nè, mua hai cục pin gắn vô cái máy đo oxy nha. Ghê lắm, hết dịch chứ mà vẫn còn rất nhiều người bị, cho nên mình phải bảo vệ 5K. Không quá trời. Đông nghe quá chừng nó chờ.
nguyên gia đình bị mà, hai chồng con. Thuốc này ở bên Việt Nam không có, cho nên là mình hỗ trợ. Em ơi, cái này ba người nha, chuyển ra cái này. Hả? Bên kia lo hết nha, cái này chạy á. Nè nghe chị dặn nè, em người ta bị F0, em đến em đưa thuốc xa cho người ta thôi để bảo vệ cho em. Đúng rồi, cách xa chứ nghe không? Thuốc đó để dành đến F0 đó là đó. Chị cho thuốc miễn phí cho người ta, người ta bắt gáp em qua nên chị dặn kỹ cho em, tại em công việc của em, nhưng mà em đứng xa ra nghe không? Rồi mình đứng khoảng cách 2 mét, tại vì thuốc đó để dành cho mấy người F0, nhiều khi mình không biết người ra nhận có bị hay không, cho nên mình phải phòng hờ chút xíu nha, nhớ giữ khoảng cách nha em. Rồi anh khi mà em giao cho người ta, kêu người ta anh bóc cho anh sẽ hướng dẫn chung với cái to thuốc kia của anh chuyển qua đó để người ta uống chung cho kèm cho nó hết nha. Nhiều quá, đừng có ỷ y, dịch bệnh không có chừa ai hết, 5K là ok, giữ khoảng cách an toàn. Thì nói người, nói chung là người không bị ra nhận cũng không sao đâu, người thân người ta ra nhận, anh đưa cho giùm cho người ta nha. Em đưa cái này em dặn người ta uống kèm chung cái đơn thuốc anh đưa rồi nha. Rồi thôi vậy thôi, uống trong vòng 10 ngày giùm anh nha. Giữ khoảng cách nha em Trang, nhớ cẩn thận nha, cứ giao cho người ta không sao đâu. Dặn rồi thôi. Em ơi, cái này hai người, hôm qua anh có đưa cái đơn thuốc á, em uống kèm chung cái này nha.
ngày uống 2 viên cách nhau 6 tiếng. Tốt nhất là uống từ 6, 8 giờ sáng với lại 6 giờ tối. Em chào chùm anh nha, có cái gì thì nhắn tin cho anh biết nha em. Oxy hay này nọ gì cũng có hết nha. Ok, bye bye, cố gắng nha em. Có gì cần cái gì thì nhắn tin cho anh biết, không sao hết nha. Thuốc đó uống kèm chung với đơn thuốc hôm qua anh đưa nha. Cố gắng lên. Ok. Bao nhiêu người vậy? 4 người. Chia ra. Đẻ không hả? Sáng giờ đợi công nghiệp ngồi đợi sáng giờ ngồi cao ra thấy uống trong vòng 10 ngày. Anh đưa thuốc uống trong vòng 10 ngày nha, với lại anh đưa cái to đó cho em luôn nha. To mình gửi em cho sẵn nha. Đợi gì ngồi trước công ty á, đợi lúc 6 giờ sáng rồi mà anh nói đợi tôi đang ngủ. Có bị nặng không? Hay là mới bị thôi? Nặng quá không? Anh còn một to nặng nè. Này về cho ba mẹ uống nha. Trong đây nó có đơn thuốc nha, đơn thuốc, cách sử dụng, cách sử dụng, cách tập thể dục luôn nha, cách ăn uống ngủ nghỉ là như thế nào là trong đây anh tin hết, anh hướng dẫn hết nha. Căng thế này làm nha. Trời ơi, hết dịch mà còn bị nữa ông thầy ơi, ông ẩu quá. Ở này là 4 người nghe kỹ nè. Nó có trở về âm tính vẫn uống cho anh để phòng ngừa tái phát nha. Vẫn uống ngày uống 2 viên cách nhau 6 tiếng nha. Đơn bỏ đây đủ nha. Cái này là miễn phí hết á. Kêu về mua thêm một to nữa đi chứ. Nếu mà mình mua về thì căng cái này ra mua thêm một to nha. Còn cái thuốc này ở ngoài không có bán đâu, không có mua được đâu. Cái này thì ở ngoài không có bán nè. Còn cái này thì ở ngoài có bán nè. Mua ngoài uống kèm vô thì nó sẽ vô bờ nha. Tại vì bây giờ còn có một to à. Nên em lấy đỡ nghe, về mua thêm cho to cho mẹ đi ha. Cái này to cuối cùng á, này hỗ trợ luôn, ráng lỗ vệ với ông thầy. Có cái gì thì alo nha. Rồi, không sao đâu. Nè, nó nghe dặn nè, có cái gì alo liền. Có số điện thoại nãy gọi phải không, nãy gọi cho anh. Có gì tình trạng gì thế nào ở nhà, alo liền. Để đây anh sẽ có những cái số điện thoại sẽ hỗ trợ. Ví dụ như viện phí hay này nọ, hay là oxy này nọ, ở đây lúc nào cũng có hết. Anh sẽ hỗ trợ cho em vô bờ an toàn. Cho nên tình trạng cái nhà như thế nào cứ việc thông báo đây đừng có ngại. Còn oxy lúc nào cũng vậy hết. Ok. Ok. Ráng nha. Mở
hết dịch rồi mình vẫn còn. Đây còn. Lấy dây cọng đây xịt vô cái tay. Đứa nhỏ 6 tuổi hả? Không không, 6 tuổi phải ra mua không? Ra bà tiệm thuốc tây mua. Tại vì con nít nó ghi. Dễ con ra nó bị mua dạng thuốc em bé bị viêm họng nó là con lấy hay có đơn thuốc của chú á. Lấy hay đơn thuốc của chú ra ngoài mua, tại vì ở đây chú chỉ cho những người lớn tuổi thôi. Nhỏ tuổi thì chú không dám bảo đảm đâu nha. Nặng quá không? Nặng thì chú đưa cho cái đơn nặng. Với lại chú đưa cái này chứ để con bé nó sốt, cái thuốc này nó không có bị ảnh hưởng bao tử, cho nên về con ví dụ nó đang sốt đúng không, nhắc nữ viên cho nó uống trước đi, rồi con lấy cái đơn của chú ra ngoài tiệm thuốc tây con nói là bán cho dành cho nít mà y chang như vậy, hiểu không? Cái này là uống trong vòng 10 ngày cho nó vô bò luôn nha. Thường nếu mà con nít cái con ra nó bán thuốc về viêm họng cho nó ăn rễ của con nặng đúng không, uống cái này cho chú, cái này dành cho những người nặng, mua nó hơi mắc tiền nhưng mà ở đây là miễn phí cho con nha, ở đây là chú là miễn phí hết cho người ta, con cầm cái này con ra tiệm thuốc tây con nói là lấy y chang thuốc này nhưng mà dành cho em bé nha, còn cái thuốc này ở ngoài không có bán cho nên con uống kèm thôi, nhớ nha, có nghĩa con uống kèm một ngày hai viên, một ngày hai viên để cho nó hạ sốt, nó giảm nhất dễ ngủ, có nghĩa là cách nhau 6 tiếng uống viên nha. Bót ơi, tôi mở cửa xin đi bót ơi nha, bây giờ chú chuyển xuống nha. Đây con đi đâu một vòng đi con. Đi đâu một vòng đi. Đi về xuống đường. Thôi đang cho bút mà. Con chích ngừa chưa? Chích ngừa còn bị hả? Hai mũi hả? Cái thuốc này là nếu mà anh gửi con á không sao đâu, cứ kêu không uống trong đây, tại vì trong đây là chú có giấy hướng dẫn hết trơn. Dạ, có giấy hướng dẫn rồi hết. Cho nên có cái răng hay giấy hướng dẫn và có giấy hướng dẫn cách tập thể dục rồi luôn, ăn uống như thế nào luôn. Nha, chú in hai tờ, cách uống cách chỉ hết hết trơn trong đây đó. Nè. Cái này tâm lý ổn định thì nó sẽ qua. Được chưa? Rồi này chụp nè. Chụp này về uống nha, uống ngày 2 viên trước khi ngủ. 8 giờ sáng và 8 giờ tối là tốt nhất. Dạ. Rồi còn kia. Rồi cái kia căng hay trong cái đơn thuốc đó uống. Cố gắng đi con, nếu mà có gì á, con có số điện thoại chú đúng không? Có gì gọi cho chú liền không sao. Bây giờ nếu mà sốt nhiều con cho uống cái viên lẻ hoài nha. Đứa nó có sốt không? Mấy sốt hay á. Dạ ngắt nửa viên cho nó uống đi. Cho nó hạ sốt đi rồi tính tiếp. Ừ, cái sốt. Người lớn á, người lớn thì ngàn viên, sáng viên, chiều viên. Nếu mà ông anh cũng đang sốt thì uống liền. Nha. Sao đâu đừng sợ. Ừ. Ok, đừng có lo lắng vậy nè, có gì á, bên đây chú có oxy thoải mái lắm, không có sợ. Nhưng mà chỉ chăm mong con đừng có sinh oxy thôi. Không có nói trước được con, mình phải an toàn trước, tại nhiều khi mà mình không biết á, nó sơ sẩy vô nó bị thôi. Cho nên là chú, bên đây là chú lúc nào có oxy, nhưng mà chú chăm mong là con đừng qua mượn oxy cho chú. Tại vì mượn cái oxy là thấy quải rồi, nha. Nhưng mà mình tâm lý mình cứ thoải mái thì nó sẽ qua. Cố gắng lên. Oxy là nặng lắm, mới mượn là oxy. Nhưng mà chú bảo đảm uống hết đó là vô bờ, an tâm. Cố gắng lên. Rồi ok, bye bye con. Bình tĩnh là ok hết á. Con ơi, nghe chú dặn nè, cái bịch trắng này là 10 ngày nha, ngày uống 2 viên.
hồi nãy chú có nhắn tin bên người xin thuốc của bên con đó, chị chú chỉ cách uống rồi, chú cũng chỉ luôn cách tập thể dục, chú chuyển luôn cái đơn thuốc ở bên kia luôn, cái thuốc này mua ngoài không có, cho nên là uống kèm chung cái đơn thuốc kia nha. Còn cái này thì bổ phổi, uống liền cho chú trong vòng 7 ngày để cho phổi nó tốt nha. Cái này uống kèm chung cái này hạ sốt nhanh, hai cái này mua ngoài không có, cho nên con về con uống kèm chung với kia nó thấy hết, kêu cứ bình tĩnh không có gì hết, có gì alo cho chú hoặc nhắn tin cho chú nha. Còn oxy đổi này đây có hết, thuốc có hết. Ủa thuốc nhà cái gì vậy? Kèm nó phổi không ngủ không được. Đây chú gửi nha, nói là uống phải uống hết luôn, về uống này liền cho chú nha. Nha, hai cái này chia ra sáng viên chiều viên, còn cái này viên ngày viên thôi nha. Chú gửi kịch nè, cố gắng nha con, bye bye con. Không sao đâu, cứ về đi, không sao đâu, cứ ai về bị? Thôi ai chú. Bị người nhà bị, người nhà bị, ok gắng nha con, bye bye con. Có gì cần cái gì thì cứ nhắn tin vào cho chú nha, nhắn tin chú sẽ trả lời cho, chú hướng dẫn cho, không sao đâu, cho nên mình cứ bình tĩnh nha. Cố gắng nha con. Hết dịch rồi đó, nhưng mà vẫn còn F0, cho nên mình phải cẩn thận với đừng có giỡn, đừng có đùa. Thuốc này